Hello, chào mừng mọi người đến với channel của mình. Mọi người bảo chưa đây, hôm nay mình sẽ chơi Yuna. Mãi chưa nghe thấy. Đang 6%. Yuna. Mình nhớ like, share và subscribe channel của mình nhé. Không biết có lắc không này. Đu. Đã. Cho mình vàng không có đồng luôn. Ê, phải bên nó mình chơi bên nó mà ừ, mình phải không thấy bên nó khung quá mà. Chơi làm cái có hai con này chắc này im rồi đó. Cái này vàng là hiểu. Đừng cho lâu ha đi thôi. Miệng bẹo như cái bếp người ta vậy đó. Lobo King đang trên đường leo ganh vàng đòn. Mọi người nhớ ủng hộ mình nha. Mình với Lobo King đang trên đường leo ganh. Vào nè. Mình hôm nay mình sẽ trở về với tuổi thơ bắn bi, tay bắn bi cử phách. Đây, tay bắn bi cử phách. Let's go, 6 viên bi. Đời người chỉ có 2 viên thôi, phần này tới 8 viên nữa. Thiệt sự. Em gái dẫn bi của anh này gái đâu gái châu ấy thằng quá trời ơi ở đâu vậy dẫn bi chịu phát. Lên lên lấy là phái nè lên đi đâu bắn đi đâu mà bắn đi đâu mà bắn vua con
Chơi cái văn gì đâu không trên luôn. Coi chết cả lũ. Lên nào anh em. Sato xíu gì bắn bi. Bi to thiếu gì. Nấp vô. Trời định. Cứu phát. Đấy đây. Thôi. Ok. Nè, chuẩn bị nào, bị to thấy gì nè. Trời ơi, chết bây giờ. Bị to quá nhiều. Về đây. Về hồi mana hết đây. Tao giết hết trơn rồi. Má ơi, đứt mặt tát tao đây nè. Trời.
con chip nào lên đây chứ vậy? Kiếm to một mình bế chỗ Quyên. Cho các bạn coi chuyện truyền thuyết về Gina nhé. Tưởng đâu ta? Tưởng.